Nhằm đa dạng và phát triển sản phẩm du lịch Hưng Yên, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên tổ chức thử nghiệm tour du lịch văn hóa lịch sử tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ với những trải nghiệm ấn tượng dành cho du khách. Tour du lịch mang chủ đề Nét đẹp văn hóa, hành trình tìm về phố hiến xưa nhằm giới thiệu đến du khách những di tích nổi tiếng của khu di tích quốc gia đặc biệt phố hiến và các làng nghề truyền thống. Tour du lịch đưa du khách, nhà quản lý du lịch và đại diện một số công ty lữ hành du lịch tìm hiểu không gian văn hóa và lịch sử tại Văn Miếu Xích Đằng, trực tiếp xem màn tái hiện kỳ thi hương thời phong kiến. Đây là sản phẩm du lịch lần đầu được ra mắt đã mang lại những trải nghiệm mới lạ và thú vị đối với du khách. Tôi nghĩ rằng mô hình du lịch trải nghiệm này nó rất là tốt và nó nên thường xuyên và thực tế ra là nó chuyên nghiệp hơn nữa để nó tái hiện lại thứ nhất là cái rõ nét nhất về văn hóa lịch sử của Việt Nam mình ngày xưa và nó góp phần giáo dục cho thế hệ tương lai về sau. Đoàn tham quan tìm hiểu tại đền Đào Nương, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và thưởng lãm di sản văn hóa phi vật thể, hát ca trù, tham gia lớp truyền dạy ca trù tại thôn Đào Đặng. Tiếp đó, đoàn khám phá nét độc đáo tại làng nghề truyền thống Đan Đó Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Tại đây, du khách xem người dân làm nghề và trực tiếp tham gia đan đó, đan dọ tre. Tại làng nghề Hương Thôn Cao, xã Bảo Khê, khách du lịch trải nghiệm quy trình làm ra một nén hương thơm giữa khung cảnh làng quê thanh bình. Hưng Yên có một lợi thế lớn về văn hóa và lịch sử cũng như là các di tích. Tuy nhiên thì với những cái sản phẩm của Hưng Yên để chúng ta có thể kết nối lại thành những cái tuyến điểm cũng như là tạo nên một cái du lịch, một cái chương trình du lịch nói chung thì chúng ta cần phải đầu tư mà cần phải có những cái sự liên kết với nhau cũng như là cái quy mô của nó phải đủ lớn để có thể là đón được những cái luồng khách đủ theo cái tiêu chuẩn. Trong thời gian 2 ngày 1 đêm, tour du lịch trải nghiệm văn hóa lịch sử phố hiến còn có những điểm đến hấp dẫn khác như tham quan chùa Chuông, cây nhãn tổ, khám phá vườn nhãn đang vụ thu hoạch mật ong và thưởng thức mật ong ngay tại vườn. Các thành viên trong đoàn đánh giá đây là tour du lịch hấp dẫn, đa dạng sản phẩm và điểm tham quan nên được ngành du lịch Hưng Yên đưa vào khai thác thường xuyên. Sở Văn hóa Du lịch cũng sẽ xin ý kiến được các chuyên gia đầu ngành liên quan lĩnh vực xây dựng các sản phẩm du lịch của các địa phương và cũng cùng với các chính quyền địa phương và các hộ dân, đặc biệt là đối với các làng nghề, để chúng ta tìm ra các giải pháp và từng bước hoàn thiện mô hình này.